Những đức đi tu uh, mười mấy năm, lần này là lần mà chúng ta tổ chức uh, lễ quan âm Bồ Tát uh, Đạo Tràng trên không chúng. Những đức cũng rất là vui khi thấy uh, tất cả quý vị đã từng biết những đức. Chúng ta cùng uh, uh, chung tay với nhau để tổ chức một cái uh, Pháp hội lễ in Bồ Tát Quán Thế Âm trên rung Đạo Tràng trên không chúng. Rất đông. Và hình thành uh, À, cái pháp lễ quan âm này tại gia đình, từng nhà, à, mấy ngàn ngôi nhà, Và lượng phật tử tập trung à, từng nhà có những đoàn ba bốn chục người tập trung lại, những gia đình bốn năm người, một người hai người năm người mười người hai chục người ba chục người, à, đây là một cái à, pháp hội lễ bồ tát quán đế âm mà gọi là thời đại 4.0. Đặc biệt à, hồi nãy như đức thấy ở ngoài trời đang mưa. Ừ, ngoài trời đang mưa. Còn chúng ta thì tổ chức gì thì à đều ngồi trong nhà hết rất là ổn định. Nên bị biết rằng là cái nhân viên của Bồ Tát Quán Thế Âm mà lớn dữ lắm. với chúng sanh cõi Diêm Phù Đệ. Nhưng quý à, vị để ý trên đỉnh đầu của Ngài là để danh hiệu Đức Phật A Di Đà Muốn nói lên rằng à, Tất cả những người niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hình thành được cái tâm từ bi Và đem bộ nguyện của Đức Phật A Di Đà để giới thiệu thay vì Đức à, Bồ Tát Quán Thế Âm ngày từ bi cứu khổ cứu nạn Nên chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này Khó khăn khổ đau hay bệnh hoạn hay là người phụ nữ sinh đẻ đều có những nhân viên lễ bồ tát quán thế âm niệm bồ tát quán thế âm và khi người ta đi tàu xe à, sông suối người ta cũng đều niệm bồ tát quán thế âm nên cái nguyện của bồ tát quán thế âm cứu khổ cứu nạn mà mình lại niệm danh hiệu bồ tát quán thế âm để hình thành được cái tâm từ bi giống bồ tát quán thế âm từ là ban vui, bi là cứu khổ Nhớ yeah. Nếu như bây giờ chúng ta chỉ niệm mùa Tát Quán Thế Âm thôi Mà không hình thành được cái tâm từ bi giống Mồ Tát Quán Thế Âm Vậy thì mình niệm Mồ Tát Quán Thế Âm không có kết quả Thí dụ như mình tính ngày mai mình sẽ chửi ai đó Ngày mai mình sẽ giận ai, trách ai Và ngày mai mình sẽ làm cái điều gì không phải với ai Nhưng hôm nay mình uh, Niệm Mồ Tát Quán Thế Âm thì ngày mai mình Xóa bỏ cái tâm này Thì quý vị niệm Bồ Tát Quán Thế Âm có kết quả Tại vì Bồ Tát Quán Thế Âm thì ngày từ bi rồi Từ là ban vui bi là cứu khổ Ngài đã có cái hạnh này rồi Còn mình thì chưa có cái hạnh này nên Mình niệm danh hiệu Ngài để mà mình Học cái hạnh của Ngài Để mà mình áp dụng Thì đúng Nên bữa nay ngày 18 và ngày mai ngày 19 hai ngày chúng ta lễ Bồ Tát Quán Thế Âm hai ngày lễ một ngàn lại đầu tràng trên không chung hai ngày này chúng ta vừa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm và phát cái tâm từ bi của mình rồi chúng ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện cầu nguyện cho tất cả chúng sanh ở quả đi cầu này được bình an Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh ở qua đi cầu này bình an. Khi cái tâm cầu nguyện nó thì có thân bằng nguyên thuộc của mình luôn. Ở trong đó. Nhớ kỹ nha quý vị. Nên mỗi một người mình khi lại Bồ Tát Quán Thế Âm phải hình thành được cái tâm. Từ bi của mình. Và chúng ta chân thật chúng ta đem cái một tình độ này giới thiệu. Vì nhớ rằng là tất cả những người nào lễ Bồ Tát Quán Thế Âm chắc chắn 100%. Quý vị sẽ biết được pháp môn tịnh độ Và từ lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng ta Hình thành được cái tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc của chúng ta Nhớ Và mỗi một người lễ Bồ Tát Quán Thế Âm hình thành cái tâm từ bi Vì thì 100% chúng ta lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mình sẽ hiếu với cha mẹ Và mỗi một cương vị Thì mình hình thành được cái tâm từ bi Từ là ban vui thì mình giúp cho người ta vui Bi là cứu khổ thấy ai khổ mình giúp được giúp đỡ giúp cho người ta bình an nhớ kỹ nên từ nơi đó khi cái người lễ bồ tát quán thế âm mình làm mọi một cương vị nào thì hình thành được cái tâm từ bi như bồ tát quán thế âm mình có tâm chân thật nhiệt tình hết mình giúp đỡ người đó là tâm từ bi của bồ tát quán thế âm quý vị nhớ rằng là chứ không phải là chúng ta nói niệm bồ tát quán thế âm công đức vô lượng cái công đức vô lượng là ngay cái tâm hình thành của mình đó quý vị mà sanh công đức vô lượng Bồ Tát Quán Thế Âm thì có công đức vô lượng rồi Nhưng mình niệm danh hiệu Bồ Tát Hay niệm Di Đà mà công đức vô lượng là hình thành cái tâm cho mình Hình thành cái tâm cho mình Mà cái công đức vô lượng là hình thành cái tâm từ bi Mà hình thành tâm từ bi để tha thứ cho người Thì mới sanh công đức vô lượng Còn nếu như mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm xong Mà mình vẫn giận hờn buồn trách người khác Thì mình không hình thành được cái tâm từ bi Mà đã không hình thành được cái tâm từ bi đó Thì không có công đức 100% không có công đức đó. Ví dụ như có những người người ta đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm Người ta lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong rồi ta về tan chai trường luôn Không biết sao lạ như vậy Có những ông ăn nhậu say xỉn Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong về tự nhiên uống rượu nắng ngét uống được Lạ như vậy Vì sao? Nó có một cái sự chuyển hóa của nội tâm Đấy không? Sự chuyển hóa của nội tâm Nó có những người rất là săn si hung dữ Nhưng đi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm về tự nhiên hiền Lạ như vậy Đó nên tại sao mà cái pháp hội lễ quan âm mà ở nơi nào tổ chức lễ quan âm là nhất định nơi đó người ta sẽ đến lễ quan âm rất là đông. Nhưng trước khi lễ quan âm mình phải nói cho người ta hiểu được cái nguyên lý khi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. À? À, hình thành cái tâm từ bi cho mình quý vị. Con người mà chỉ cần có một cái tâm từ bi lại vì biết quý vị sẽ sống rất là an lạc, sống rất là bình an. Tại vì mình có tâm từ bi, mình tha thứ cho người làm bình an cho mình thôi chứ cái gì đâu. Nếu như mình không tha thứ cho người là không bao giờ Mình có cái bình an cho mình đâu Chắc chắn quý vị luôn đó Nên nhớ kỹ là niệm Bồ Tát Quán thế em Niệm Phật A Di Đà mà có công đức vô lượng Là ngay hình thành được cái tâm từ bi tha thứ Cái tha thứ là ngay cái công đức đó quý vị à, Cái tha thứ là ngay công đức đó Thí dụ như mình phóng sanh đi công đức vô lượng Là ngay chỗ nào là khi mình vừa gặp con vật nó 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 bị bắt nó sắp sự bị giết mình giúp nó mình cứu nó mình cứu nó lúc đó mình mang tâm từ bi Mình tha thứ cho nó thấy không Mình tha thứ mình giúp nó là công đức vô lượng à. Nên từ nơi đó mà cái công đức là ngay chỗ tha thứ quý vị Nhớ nghe Nên từ nơi đó mà Nhiều người lễ Bồ Tát Quán âm phải hiểu nguyên lý này Nên từ hôm nay mình đủ duyên là mình cứ là Cái khóa tu lễ quan âm Hoặc là lễ với Di Đà Lễ với Di Đà 10, Tháng 11 Ngày âm lịch Nhà Đức nãy lên đây thấy quý vị Cầm cái đèn bông sen quý vị Mai mốt mà tổ chức Cái lễ di đà vì cầm theo đèn bông sen Nó hay đẹp á ừ, Đẹp Thật sự cái pháp hội mà Cái đèn bông sen này thì quá đẹp Thật sự rất là trang nghiêm luôn ừ, Rất là trang nghiêm Nên từ nơi đó mà rất là lung linh khi mà một cái pháp hội tổ chức đặc biệt nên mỗi một vị bữa nay chúng ta phát tâm lễ bồ tát quán thế âm nhớ nè hồi đó bây giờ mình lễ bồ tát quán thế âm quý vị như đức sướng lên rất là lớn và chúng ta áo hức chúng ta niệm bồ tát quán thế âm rất là lớn cái chiến này quý vị chúng ta lễ quý vị thí nghiệm thử đi thí dụ như những đức niệm Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Nhất Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật Mình nghe danh hiệu đó nghe Xong mình niệm theo quan Thế Âm Bồ Tát Nhẹ nhàng thôi nghe quý vị Nhẹ nhàng thôi Vì thí nghiệm thử Có nghĩa là đừng quan tâm giờ giấc gì hết á Quý vị niệm Quý vị nghe danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Nhớ Tại vì cái hạnh Bồ Tát Quán Thế Âm á Có nghĩa là quán sát âm thanh khổ đau chúng sanh mà đến cứu nên khi mình nghe danh hiệu quán thế âm bồ tát á thì mình hình thành được cái tánh nghe đó đó nhớ kỹ nghe mình hình thành được cái tánh nghe khi mình hình thành được cái tánh nghe bồ tát quán thế âm khi mình niệm 500 danh hiệu đó thì quý vị sẽ có một cái sự an lạc cực kỳ lớn khi quý vị hình thành được cái nhĩ căn nghe danh hiệu Bồ Tát quán thế âm. Nghe là lúc trước khi mình lại chưa chắc mình nghe đó vị. Nhưng mà bây giờ mình ít người nè, hoặc là người tại gia đình một hai người, năm mười người đó. Quý vị nghe những đứa sướng một danh hiệu nghe thì chúng ta đồng âm Quán thế âm Bồ Tát, nhẹ nhàng thôi, nhưng mà quan trọng là bị nghe. Mà khi quý vị xuống đó nghe hay lại xuống đó là cái âm thanh trong tâm mới bị cái tiếp nối theo quán thế âm Bồ Tát. Cứ tiếp nối theo quán thế âm Bồ Tát Tắt cái hình kia chút Tiếp nối Nghe cái âm thanh quán thế âm Bồ Tát Nhớ Quý vị nghe như vậy xuyên suốt khi vi lễ Bồ Tát quán thế âm nghe Cái động tác mình nhẹ nhàng Không gấp gáp gì hết Chắc chắn quý vị vi lễ Bồ Tát quán thế âm được này quý vị sẽ thấy Rất đặc biệt Khi lễ xong rồi Mỗi danh hiệu quan âm Bồ Tát Quý vị nghe rõ ràng lọt vào cái tâm thức mình luôn Mà nghe danh hiệu Bồ Tát của Âm lọt vào tâm thức của mình Thì nó hình thành giống như là cái gốc Quán Thế Âm Bồ Tát trong tâm thức Mà cái danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nó lọt vào nhĩ căn mình nhiều như vậy Thì tức khắc cái tâm từ bi mình sanh ra liền Thì năm trong danh hiệu này bị lại xong kết quả rất lớn luôn Có những đứa con gây hỗn với cha mẹ Tự nhiên lại xong rồi nó hình thành cái tính nghe đó Tự nhiên cái tâm của nó hiền lại luôn nên lễ nhẹ nhàng đừng gấp gáp nghe không? Nó tại vì lúc trước những đức xuống nó, nó 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 mạnh dữ quá. Rồi quá mệt vì nó háo hức lên. Rồi người ta phải háo hức theo. Dữ quá. Nên bây giờ mình lễ đây gì này nó vừa thôi. Những đức sướng lên một câu Nhất tâm thanh lễ Nam Mô Nhất Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật Mình quan thấy âm Bồ Tát Quỳ xuống Nhất là những người nghe mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm này tới 500 danh hiệu Quý vị để ý nhìn đức lễ á Lễ theo Iran vậy đó Xuống mình chống hai tay biết gì không Tuy mình còn sức khỏe đủ đó Nhưng mình chống hai tay đằng cái sức Cái cái, cái thăng mình nó nặng á nó, nó, nhờ sức tay Đỡ bớt cái nặng Phụ Đôi chân mình luôn Nó phụ phụ hết Có nghĩa là nó phải kết hợp toàn thân để phụ trợ Thì tức khắc khi lễ của tác quán thấy âm xong khỏe vô cùng nhẹ nhàng nhớ kỹ ít đổ mồ hôi tại vì lúc trước mình la quá lớn mình chấn động cái thân mình nó làm cho tất cả những cái tế bào bị ảnh hưởng luôn nên mình tót mồ hôi ra quá nhiều và khi tót mồ hôi ra quá nhiều của người mình bị khô giống như nước cơ thể mình bị mắc nước đi nên khi lễ xong nó mệt bằng con người nó nó khô khan hết chứ nhớ kỹ nghe nhưng bây giờ mình lễ bồ tát quán ta mình nhẹ nhàng mình lễ mình niệm nhẹ nhàng, mình nghe rõ ràng, không cần suy nghĩ giờ giác gì hết, vì thử thí nghiệm, chân thật mà lễ thì bị sẽ thấy cái kết quả, lễ bồ tát quán thế. Thì biết rằng giờ này, giờ này những đức ngồi hướng dẫn vị gì, là trong thời gian hơn một tháng, những đức dụng công tu, giống như nhập thắt cho đấy vị, giống hơn một tháng như đức nhập thất dụng công tu tập với vị á, một ngày năm thờ á. Mà những đứa thấy ra rằng là lễ niệm nhẹ nhàng Tự nhiên rất khỏe quý vị Tu không ngán luôn Tu không ngán gì hết Còn như lúc trước những đức lễ của tá quán Thánh Là ở trên những đứa quỳ xuống quý vị Ở trên những đứa quỳ xuống là răm răm năm răm như đó Quý vị biết rằng là Con người mình mệt mỏi và đau nhất chân cẳng ghê lắm Hiểu chưa Nhưng bây giờ mình xuống á Nhất là những người lớn tuổi chút nha Khi xuống cứ chịu hai cái tay xuống trước xuống nhẹ nhàng chịu hai cái tay xuống một cái rất khỏe nó, khi mình lên mình dùng hai cái tay mình chống lên có người mình giống như mình chống hơi lui ở phía sau một chút đen chi xương sống mình nó kéo giãn ra một chút xíu giúp cho sống mình khỏe nó. cái này rất quan trọng á còn khi mà mình lại xuống nghe là trong tâm mình cứ quán thế âm bồ tát nam mô quán thế âm bồ tát nhẹ nhàng nhẹ nhàng khi đứng lên cũng gì nữa nó tiếp nói bồ tát quán thế âm tiếp nói bồ tát quán thế âm hoài vậy đó cái tâm thức quý vị cái tiếp nói của Tát quán tâm nó nó điều, điều 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 luôn còn lúc trước mình áo ước mình niệm thì chỉ có quan cái âm bồ tát mình lo lại can 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 thôi còn bây giờ mình lại gì nè ít người nè quý vị biết rằng là mình khi mà lễ niệm quán thế âm bồ tát xong nghe quỳ xuống thì cái tâm nó vẫn là quán thế âm bồ tát quán thế âm bồ tát cứ niệm bồ tát quán thế âm xuống cũng niệm như vậy lên cũng niệm như vậy cứ trong tâm thầm 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 trong tâm hoài một trăm phần năm trăm danh hiệu niệm vi lễ sẽ hoàn toàn khác ngày xưa mình lễ bồ tát quán thế anh chắc chắn vì tại vì hơn một tháng nay những đức dụng công tu những đức để ý ra cái cách tu tập lễ phật lễ phật không bao giờ ngán tại vì chúng ta không dụng công tu nên bản thân chúng ta khi dụng công bị trở ngại khi dụng công bị trở ngại còn nếu như mình dụng công tu quý vị sẽ dụng công không bị trở ngại nên trước thời gian chúng ta lễ bồ tát quán thế âm những đức chia sẻ một công đoạn gì những Đức thấy thật sự mà nói rất là mừng Mừng là cái nhân viên của mình với tất cả quý vị Rất là dày Dù bây giờ chúng ta lập đầu tràng chính không chung như vậy Mà cái lượng người này rất đông Những Đức nghĩ chắc chắn là mấy ngàn người Phải là khoảng cỡ ba ngàn người lễ Bồ Tát Quán Thế Có khi còn hơn chứ không phải giờ Tại vì quá đòn nhiều quý vị những đức nhìn mà ba bốn chục người một thành viên ba bốn chục người nhiều như vậy Rất nhiều Rất nhiều quý vị Là chắc chắn cái số lượng lễ quan âm này rất đông Và gia đình tập trung lại Mấy người mấy người mấy người này Mà thành viên là mấy ngàn người Vậy thì hình thành Cái pháp hội này Là mấy ngàn người lễ bồ, bồ tát quán Tới âm Đạo tràng như không chung Đây là quá đặc biệt quý vị ơi Hiểu không Đó Nên từ hôm nay mỗi lần lễ phí quân âm lễ Ví Di đà hay là chúng ta tổ chức du lan đều là tổ chức đậu tràng trên không chung tại gia đình như vậy sẽ có cách tổ chức mà những đức trước thời gian sẽ hướng dẫn quý vị đó nên mỗi một người quý vị phải nhớ kỹ là bây giờ là chúng ta đang vào công phu tu tập chứ không phải là chạy háo hức nữa mà là vào công phu tu tập phải làm sao dụng công tu cho được lợi ích nè nên nãy giờ những đức hướng dẫn quý vị đó bên ngoài giờ đang mưa đó mưa đó ngoài giờ mưa nhưng quý vị để ý nghe nơi nào mà lễ quan âm nghe dù lễ bên ngoài đi chăng nữa cũng ít bao giờ bị mưa lắm vì nhớ từ đó tới giờ những thức tổ chức lễ bồ tát quán thế âm mà có khi mưa xuyên suốt luôn mà tới cái ngày những thức tổ chức lễ quan âm là không mưa đây mới gọi là cái sự vi diệu vi diệu đặc biệt đó. nên mình phải tin đó còn bây giờ thì quý vị lại trong nhà không yên tâm rồi nên trước thời gian lại như Đức chia sẻ một chút gì đó. Mỗi một người nên chăng thật phát tâm lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi mà mỏi mệt thì gì một chút đó. Trong tâm của mình. Nam mô đệ tử đệ bi quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Hoặc là Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài gia hộ cho con lễ hết 500 danh hiệu quán Âm Bồ Tát. Cứ là lúc mệt nhất quý vị cố gắng đừng bỏ cuộc nghe. Quý vị sẽ vượt qua rồi quý vị sẽ thấy cái sự nhiệm màu của lễ Bồ Tát Quán Thế Âm như kỵ khi mà mệt đừng có bỏ cuộc cố gắng niệm vượt qua rồi quý vị mới thấy sự màu nhiệm cái lễ bồ tát quán thế Âm và nó hình thành cho cái người lễ quan âm này có một sự tự tin cực kỳ cao lễ quan âm bồ tát xong có sự tự tin có cái gan dạ có sự quyết đoán Ờ à, thí dụ như những người nhút nhát sợ ma sợ này sợ kia bị nhớ nè lễ bồ tát quán thế âm xong nó hình thành cái tâm giới vị đặc biệt chứ lắm Tại vì sau khi lễ quan âm xong nghe, con người bị nó có một cái sự gan dạ mạnh mẽ, quyết đoán sao á, à, có giỡn đâu. Nên á, ta niệm quan âm Bồ Tát tại sao người ta có nhiều cái cầu nguyện mà có những cái linh ứng rất là đặc biệt. Nên khi vô lễ quan âm Bồ Tát, một bữa nay 500 lại, ngày mai 500 lại là 1000 lại. Quý vị phải nhớ phát tâm lễ, chân thật lễ dũng mạnh. Khi mệt nhiệt liệt hết mình vượt qua. Vì những đức đã từng hình thành Ba ngàn lại Bồ Tát Quán Đam những đức biết à. Mệt sắp chết nhưng lễ xong không chết Lễ gọi ba ngàn lại Khỏe vô cùng Đây là một trăm phần trăm luôn Phải tin đi à, Lễ quan âm Bồ Tát xong mà chết Thì cái điều này thật sự mà nói á, Chắc chắn là cũng sanh cực lạc Vì Bồ Tát Quán Thế Âm Ngày Thế Giới cực lạc mà mình lễ danh hiệu ngày mà mình chết thì chắc chắn ngày đức mình gì cực lạc mất tiêu. À thọ mạng lúc chết rồi nên ngày trước mình về cực lạc luôn phải tin như vậy và yên tâm đó. nguyện tâm bảo gia hộ cho quý vị mỗi người đều là dũng sức khỏe và an lạc nha. Ai gì đầu vợ